Okay, bây giờ Di sẽ mời các bạn cùng Di xem thật kỹ các chiếc xe mà đỏ đỏ bên kia các bạn. Đó là chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450 màu đỏ. Và rất rất là lâu rồi các bạn mới có chiếc xe GLS 450 màu đỏ như thế này để mà giao đến cho quý khách hàng cũng như là có xe để mà bán ha. Ok. Khi mà chúng ta nhìn vào nguyên một cái kho xe như thế này các bạn, tự nhiên có một cái chiếc xe màu đỏ thì nó sẽ nổi bật lên rất là nhiều ha. Là chiếc xe GLS 450 của chúng ta. Rất là lâu rồi các bạn mới có một chiếc xe màu đỏ ha. Đó, và các anh chị các bạn nào mà thích cái chiếc xe màu đỏ của chiếc phiên bản GLS 450 này á, thì các anh chị các bạn phải nhanh thật là nhanh luôn ha. Bởi vì chiếc xe này hiện tại bên Di chỉ có một xe thôi. Đó, và các bạn nhìn cái chiếc xe GLS màu đỏ này các bạn thấy như thế nào? Nhìn nó rất là tuyệt vời ha. Khi mà đậu ở cái khu vực này và ánh sáng được focus trực tiếp vào cái chiếc xe các bạn, thì các bạn sẽ thấy là cái chiếc xe GLS 450 với cái màu đỏ này thì nó sẽ coi như là giống như là phát sáng ha. Có những cái chỗ nó tối, có những cái chỗ nó sáng, làm cho cái chiếc xe nó rất là hấp dẫn ha. Đó, và một điều nữa các bạn, là màu đỏ này là các bạn phải trả thêm tiền ha. Trả thêm tiền bởi vì là cái phần sơn màu đỏ này nó sẽ không có nằm trong cái bảng màu sơn tiêu chuẩn của những cái dòng xe Mercedes-Benz nhập khẩu. Đó, và các bạn thấy tất cả những cái chiếc xe nào nhập khẩu các bạn và có màu đỏ như thế này đều là những cái màu, đều là cái chiếc xe mà các bạn phải trả thêm tiền ha. Thật sự các bạn, khi mà chúng ta nhìn cái chiếc xe GLS 450 màu đỏ này thì nó rất rất là hấp dẫn các bạn. Và Di nghĩ là chiếc xe này khi mà lăn bánh trên đường nó rất là thu hút ha. Đó, thường các bạn chỉ thấy là GLS 450, các bạn chỉ thấy là màu đen, màu trắng là rất là nhiều nè. Bên cạnh nó sẽ có màu xanh, ngọc lục bảo, ha, màu xám. Nhưng màu đỏ này thì hầu như là từ trước tới giờ bạn Di có giao rất là nhiều những cái chiếc xe GLS 450 rồi. Nhưng mà chỉ có một chiếc xe màu đỏ là Di giao cho một anh khách hàng của Di ha. Và mãi đến bây giờ các bạn khoảng tầm gần 2 năm rồi thì Di mới có thấy là cái chiếc xe màu đỏ nó tiếp tục về.